Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 22 tháng 8 năm 2021 về việc Lê Thị Kim Dung, 32 tuổi, cho biết có mối quan hệ nên dẫn 21 người không thuộc đối tượng tiêm vaccine COVID-19 đến quận 11 tiêm với giá 2-4 triệu đồng. Trước đó, tài khoản Facebook Kim Dung đăng nội dung cung cấp dịch vụ dẫn người đi tiêm vaccine COVID-19. Rất nhiều bình luận cho biết sẵn sàng bỏ tiền để được trích ngừa. Xác định Lê Thị Kim Dung là chủ tài khoản này, nhiều trinh sát đã theo dõi, bắt quả tang nghi can dẫn 2 người đến tiêm tại trường mầm non ở quận 11. Làm việc với cảnh sát, Dung khai có mối quan hệ cá nhân, có thể đăng ký cho người không thuộc diện đối tượng tiêm chủng ở quận 11. Thời gian qua cô đã đưa 21 người đến tiêm thành công, mỗi trường hợp phải chuyển khoản 2-4 triệu đồng. Tổng cộng Dung thu lợi hơn 60 triệu đồng, quận 11 là địa phương đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi. Chủ trương và chính sách tiêm vaccine COVID-19 miễn phí cho tất cả người dân đang được chính phủ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh triển khai. Theo nhà chức trách, thời gian qua đã có một số cá nhân lợi dụng việc nhiều người có nhu cầu được tiêm sớm, lựa chọn thuốc để thực hiện hành vi trục lợi như bị can Dung, vụ án đang được mở rộng điều tra. Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. 1. Người nào trực tiếp hoặc qua trung gian nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm của họ hoặc làm một việc không được phép làm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm a tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. B. Lợi ích phi vật chất. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 2 đến 7 năm. A. Phạm tội 2 lần trở lên. B. Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. C. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội trong trường hợp tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù 5 đến 10 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Dưới là một số ý kiến của bạn đọc đã bình luận về sự việc trên. Ý kiến của bạn đọc Chí Nhật Võ: làm dùng tự do con người mà vi phạm như vậy, bệnh dịch thì đang hoành hành thế này, vaccine phòng bệnh COVID-19 thì đang hiếm hoi, vậy mà cô ta lại lôi vaccine để làm ăn kiểu đó. Hy vọng luật pháp là như vậy hoặc mạnh tay hơn, để giảm bớt những kẻ làm tội lỗi như cô ta. Bạn đọc TV Hung 260.219 nói cần phạt thật nặng đối tượng như thế này. Ý kiến của bạn ban.tit cần truy cứu người mà bị can này quen biết để móc nối sắp xếp cho bị can phạm tội. Và tôi tin rằng số tiền đó bị can Dung chưa chắc được hưởng một mình, cơ quan điều tra nên vào cuộc mở rộng điều tra. Và bạn Lóc Trần đã nói một mình bà Dung này không thể xếp lịch và lựa chọn vaccine theo ý muốn của người tiêm. Cần làm sáng tỏ đường dây, kể cả phạt tiền mức cao đối với người móc nối để được đi tiêm. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.